Hồng Loan chuẩn bị đi công việc đây cả nhà. Lúc nào cũng có ly cà phê trên đường đấy. Đi ra. Còn rất là dặn. Phô diễn tạm thời là chưa có nhận phô diễn nào hết trơn, để tập trung vấn đề pháp lý xong rồi thì mới đi diễn. Cô chú mình cũng là vấn đề mà qua có hai coi cái vấn đề luật sư tiếp nhận lên không nghe nó mắc quá. Bùm bùm như em ẩm mấy tiền. Ở bên Bình Dương thì có 100 mấy, 200 tháng. Một nhân dễ thương. Giờ luôn đây. Thôi. Nhưng mà giờ nếu mà tập ở Bình Dương thì mình đi qua đây là trễ. Bìu bên này mặc cái áo xanh bơ nha, cưng lắm. Quá trời ơi. Đang nghiên cứu rồi. Đang nghiên cứu theo cái gì của mẹ đẹp quá. Như mẹ mua con chồng đẹp quá. Bill, Bill ơi. Dạ chú nhân ngậm miếng nè. Thích chăm thích. Tùy Bill ơi. Tùy người. Dạ chú nhân ngậm miếng nè. Tùy theo thời tiết nữa đó. Biêu chơi không? Cả chú nhân ngậm miếng nè. À, kêu mẹ mua cậu dây chuyền đó, đang nghiên cứu dây chuyền đó. Vậy là cái Biêu xin mẹ cậu dây chuyền rồi. Cho con gặp đi chuyện đây. Bài này sẽ tốt. Chắc không. Hồng Loan thì sáng đi rất là sớm nha cả nhà. Đi chắc qua shop. Qua quận 12. Ông nói kỹ quá hà cho con tôi. Dạ. Đi đâu rồi? Đi ngủ thôi. Từ hạ 5 giờ buổi sáng tới giờ chưa biết ngủ thấy bệnh cảm muốn nó không cách em bánh được. Đi bây giờ là đi ra người ta là đi chịu cho giỡn nó đi hoài. Quên hỏi mình ông bé bé nội nội đó là ở chi cái chuyện này. Đó. Hỏi tình thường thôi chứ có gì đâu. Em nói gì cái gì khác thôi. Bill là sáng đi qua coi đá banh á, cô chú anh chị qua quán cà phê 60 tỷ coi đá banh nha. À, xong rồi cái về bây giờ vô mâm mâm ngủ thương lắm cả nhà, sáng nào tới cũng gặp Bill hết trơn. Đây là bé em. Trong shop thì có rất là nhiều mặt hàng không cả nhà ha, nhiều hàng lắm ở nhà. Tại số 5 thì cái gì cũng có hết á, mỹ phẩm cũng có. Ồ, bên cạnh đó bùm bùm có sản phẩm của bùm bùm á thì rất là ok luôn nha cả nhà ha, thơm lắm á nhà. Em thật ra là mọi người xài khen rất là nhiều luôn đó, mọi người có xài cái gì ủng hộ nha cả nhà. Bên bùm bùm có lạp xưởng nữa nè. Ngon lắm nhà ơi. Đi rất là dễ đi ngủ sáng đi sớm lắm.
đi qua quán coi đá banh lâu lắm, xong rồi đi vòng vòng ngày nào cũng vậy lắm. Đi ngủ dậy sớm lắm, 5 giờ như vậy rồi. Sáng nay mặn được một tí cho ấm hả? Cho ở nhà thấy trong shop có hình cái chú Năm ngay chỗ tượng Phật đó, nó nhập tiếu đó nha, hình đẹp ha. Dạ ha, cái bàn thờ ông Địa thì nó rất là đẹp, rất là trang nghiêm, ở trên có ông Phật đó nha. Dạ cả nhà ơi, em thấy là Hồng Loan cũng có một cái thông báo tới quý cô chú anh chị mình ở trên trang mỹ phẩm Hồng Loan nè cả nhà, thì em sẽ chia sẻ lại cho cả nhà mình ha. Tại vì cả nhà mình cũng thường quan tâm hỏi em là muốn biết chương trình khuyến mãi là sao mình biết được, thì cả nhà mình cũng có thể theo dõi ở trên trang Facebook Võ Thị Hồng Loan ha cả nhà, hoặc là mỹ phẩm Hồng Loan. Hồng Loan khi mà có chương trình khuyến mãi á thì cô chú anh chị mình theo dõi để mình biết, để mình săn những cái mặt hàng giá rẻ cũng như là những cái deal giá hời để mình về mình xài ha cả nhà ha. Rồi em sẽ đọc chia sẻ lại là mỹ phẩm Hồng Loan gửi cả nhà chương trình khuyến mãi ngày 28 tháng 6 là có những cái sản phẩm sẽ được khuyến mãi nè cả nhà. Thứ nhất là kem chống nắng BB ha, hai chai sẽ là 750, sẽ tặng hai chai nước hoa, là một chai 400, hai chai sẽ là 750, tặng hai chai nước hoa nha cả nhà. Còn thứ hai là kem chống nắng cam vàng, một chai là 230, hai chai nó sẽ là 430, tặng một chai phủ bạc đen nha cô chú anh chị nha. Thứ tư là kem nám, kem dưỡng ẩm và kem dưỡng trắng 300, tặng một nước hoa hoặc một phủ bạc ha. Nghĩa là một hộp sẽ là 300 và tặng kèm quà đó là một chai nước hoa hoặc là một chai phủ bạc nha cả nhà. Thứ năm là kem ủ trắng. Kem ủ trắng là hai chai 450, sẽ tặng thêm một chai kem body nha cả nhà. Thứ sáu là kem body, hai chai sẽ là 450, tặng một chai phủ bạc đen hoặc là một chai nước hoa. Đó là ngẫu nhiên nha cô chú anh chị, một là phủ bạc, hai là nước hoa ha. Thứ tám là sữa rửa mặt, hai chai sẽ là 290, tặng cho một chai phủ bạc hoặc là một chai nước hoa. Serum thì 320 một chai, mà hai chai sẽ là 590, tặng một phủ bạc nha. Combo dầu gội xả 300 sẽ tặng một chai phủ bạc nha cô chú anh chị. Nước hoa 70k một chai, 5 chai là 320, tặng một phủ bạc. Combo 10 chai thì 650k sẽ tặng hai chai nha. Đó, mặt nạ thì 10 miếng sẽ là 190, 20 miếng sẽ là 350, tặng một nước hoa hoặc một phủ bạc nha cô chú anh chị. Dạ thì đó là thông tin chương trình khuyến mãi của shop Hồng Loan ngày 28 ha cả nhà. Khi nào mà hết chương trình thì Hồng Loan sẽ thông báo sau ha cả nhà nha. Vì vậy cho nên là cô chú anh chị mình, nếu mà mình muốn biết những cái chương trình khuyến mãi thì cô chú anh chị hãy bấm vào theo dõi fanpage mỹ phẩm Hồng Loan, hoặc là trang Võ Thị Hồng Loan phở bò ha cả nhà, hoặc là top Võ Hồng Loan Official cũng có thông báo những cái chương trình khuyến mãi để mình săn những cái món hàng giá hời. Mỹ phẩm bên Hồng Loan thì 100% từ thiên nhiên và có giấy chứng nhận của Bộ Y tế cấp phép lưu hành ha cả nhà ha, nên là cô chú anh chị mình yên tâm mình sử dụng nha. Dạ rồi, Nắng Xuân cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cả nhà yêu thương Hồng Loan thì ủng hộ Hồng Loan cũng như là yêu thương em thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.